Quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình Thân khỏe Tâm An cùng với Ngọc Khanh và bác sĩ Đồng Xuyến trong cái đề tài là mỗi tháng một câu chuyện về sức khỏe tâm lý. Và trong lần này thì chúng ta nói về trường hợp là người mẹ có người con hay cắt cái tai. Và trong phần 1 thì mình ngưng ngay cái chỗ rằng là giữa người mẹ và người con khi trao đổi thì người con cảm thấy rằng là mẹ hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của con, mà mẹ chỉ tập trung là mẹ đang buồn phiền và mẹ muốn con phải chia sẻ, nhưng mà mẹ càng nói thì con cảm thấy tôi không muốn nói. Dạ, tại vì chính ra em cũng biết là mẹ cũng chưa có sẵn sàng để nghe, tại vì mẹ vẫn tập trung về bản thân của mình. Thật sự ra chị nghĩ là cái vấn đề, cái kỹ năng tương tác này cho tất cả mọi người. Bây giờ tính là chị đến nói chuyện với em, mà chị với em có chuyện xích mích, mà chị cứ nói là cái chuyện là chị bị như thế nào, thế nào, thế nào. Nhưng mà chị không có cái sự đồng cảm với những gì em xảy ra hay là em đang trải nghiệm, thì nó sẽ làm cho em thấy là ủa cô đang nói gì, cô không à, cô không quan tâm tới tôi. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi. Thì và chị có hỏi người mẹ nếu như một người hay phán xét mình có hay đến với họ không? Yeah. Mình có mỗi lần mình có những cái gì mà buồn thương chật vật, mình có gọi họ là người đầu tiên không? Hay là những người họ mình mỗi lần mình dở điện thoại lên họ nói gì họ không á, mình có liên lạc với họ không? Yeah. Hay là mình mỗi lần mình cần cái gì đó thì họ biểu mình phải làm cái này cái nọ đủ thứ, nhưng mà thực sự họ không có biết cái tiếng lòng của mình. Họ không nghe được tiếng lòng của mình, họ không ghi nhận được hay là cảm thông như là mình đang cảm nhận như thế nào. Hay mất kết nối ha, thưa bác sĩ. Đúng rồi. Yeah. Thì chị hỏi người mẹ là như vậy, người mẹ có tìm đến những người đó không? Thì yeah. Cô đó nói là không, chắc chắn là không. Thì chị nói thì con, những trẻ em nó cũng vậy thôi. Nó là con người cũng vậy thôi. Chị, nhiều khi mình dùng cái quyền cha mẹ, yeah. Mình quên đi cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của con mình. Yeah. Yeah. Nhiều khi mình hiểu bạn hay mình hiểu những người khác hơn là mình hiểu con mình, là tại vì mình nhiều khi mình chị nghĩ là mình cái quyền cha mẹ nó làm cho mình bị lấn át đi rồi. Dạ, yeah, làm cho mình không có được mạch lạc trong cái tư duy của mình. Yeah. Yeah. Và Ngọc Khanh nghĩ rằng là cái người con sẽ rất là nhiều lần nói trong vô vọng là con chỉ cần một lần mẹ hiểu con. Nhưng mà sao mẹ hoài mẹ không hiểu. Còn người mẹ thì sẽ lại là sao con cứ làm khổ mẹ hoài. Yeah. Họ yêu thương nhau nhưng mà họ lại làm khổ nhau. Đúng, đúng. Thì trong cái buổi nói chuyện đó thì chị có nói với người mẹ và có em đó luôn, yeah, là người mẹ ngày hôm nay người mẹ không có tiết chế được cảm xúc và rất là có nhiều cái nhu cầu tâm lý á. Yeah. Điều đó cũng chứng tỏ là người mẹ đã từng bị tổn thương rất nhiều. Yeah. Thành ra người mẹ cũng bị thương. Yeah. Khi mà mình bị thương á, thì cái cách cư xử của mình nó cũng dễ thương tổn người khác. Mm. Thành ra là người mẹ thực sự là có trauma. Người mẹ có chia sẻ sơ sơ về cái trauma lúc hồi nhỏ và yeah. Vết thương lòng như thế nào này cũng phần nào lành lặn để mình còn có thể mình không có làm cho con mình, nó giống như bệnh truyền nhiễm, yeah, nó không có làm, không có truyền qua cái sự thương tổn đó với con mình. Cha mẹ nào cũng vậy, thế là cô muốn được trị liệu và yeah. Thành ra là khi mà cái người mà họ bị tổn thương nó em biết đó, thì họ không có những cái hóa chất não tích cực để mà mình mở ra cái thế giới bên ngoài. Yeah. Mình ở trong cái trạng thái tự vệ, luôn luôn trạng thái tự vệ vì mình tổn thương nhiều. Yeah. Và trong cái trạng thái tự vệ đó thì mình rất là dễ cá nhân hóa mọi chuyện. Tức là những gì người ta nói hay những gì người ta làm, yeah, thì mình đều dễ bị tổn thương bởi điều đó. Và nhiều khi người ta làm điều đó là tại vì người ta bị thương. Yeah. Chứ chưa chắc là vì mình. Nhưng mà khi mà mình bị thương tổn trong tâm, mình rất là dễ bị giận hờn, mình rất là dễ phán xét người khác, yeah, hay là mình đòi hỏi người khác phải thế này thế kia, và mình hay trách móc, yeah, rồi đôi khi trách móc họ, đôi khi trách móc mình, yeah, và mình cá nhân hóa rất là nhiều. Nhưng mà thực sự cuộc sống này, ngay cả vết thương của người ta đó, nó cũng quay quanh họ, yeah, chứ chưa chắc là như cái trường hợp này thì cô này cô nói là
cô hỏi con bé này về cái vấn đề học của em thì tại vì em đang bị trầm cảm cũng khá là nặng, thì em bị tổn thương, bị trauma rất là lâu rồi. Thì rồi cổ muốn em là cho cổ biết là bây giờ em muốn gì này kia. Thì con bé nó bị căng thẳng quá. Nó chưa có, nhiều khi nhất là khi mà mình bị cảm xúc mình bị nó quá tải á, thì cái não trên của mình nó đóng sập xuống, nó không có cái khả năng ngôn ngữ của mình không có diễn đạt được. Em để ý muốn em tức em giận hay này kia, em đâu có nói năng đàng hoàng, mạch lạc bình thường được. Nhiều khi em cũng có nghĩ ra được cái điều mà nói liền thôi. Đúng rồi. Hoặc là mình nói không ra. Hoặc là mình nói những lời làm sát thương người khác. Hoặc là mình nói không ra, mình muốn nói cho nó rõ ràng nhưng mà mình cũng chưa nói được. Nhiều khi cũng 2-30 phút sau á, mình tịnh lại rồi mình mới cái lời lẽ của mình nó mới mạch lạc hơn. Thì con bé này là khi mẹ nó dồn nó như vậy, nó đâu có nói được. Khủng hoảng hơn. Nó khủng hoảng. Cái nó trợn tròn con mắt. Nó nhìn theo cái kiểu là cái gì? Nó trợn tròn hay là nó, anh gọi là roll eyes, tức là nó đánh vòng con mắt nó. Thì mẹ nó tức giận với cái sự đánh vòng con mắt cho rằng nó hổn, đúng như đang biểu hiện hổn, đúng như vậy, và tiếp tục cái tấn công nó nữa. Thì con bé nó hoàn toàn nó sách đau, nó hoàn toàn nó đóng sập xuống. Thì chị có nói với mẹ nó là thực sự không phải là vì nó hổn đâu. Thì lúc đó là cái thực sự nó cũng không ai cho nó một cái khuôn mẫu là ok, khi mà bạn bị căng thẳng thì bạn nên làm gì. Đúng rồi. Hay là bạn nên nói sao, hay là bạn cần săn sóc cái sự căng thẳng của mình như thế nào. Yeah. Nó chẳng biết làm gì cả. Và trước đây thì ở trong gia đình thì mỗi lần mà không đồng ý với nhau thì cũng thể hiện cái khuôn mặt thế này thế nọ đủ thứ hết. Và em biết là những người mà bị tổn thương nhiều á, họ rất nhạy cảm với cái sự cái biểu hiện trên khuôn mặt của những người khác. Họ nhạy cảm lắm. Đúng rồi. Con bé này nó bị thương, mẹ nó cũng bị thương. Thì mẹ nó nhạy cảm với cái biểu hiện của nó. Nó nhạy cảm với biểu hiện của mẹ. Thì ra hai người chỉ có xa chứ không gần được. Không cảm được mà cũng không thông được. Nhưng mà chị có nói với mẹ nó là mình không thể đòi hỏi một cái đứa trẻ mình phải bao dung như nó hơn. Chị không dám nói là bao dung. Chị chỉ nói là không thể đòi hỏi một đứa trẻ nó cảm thông với mình nếu như mình chưa cảm thông với nó được. Tại vì chuyện đó là chuyện người lớn, chuyện bởi vậy nên mẹ cần phải săn sóc cái sức khỏe tinh thần của mẹ để mẹ có thể lo cho nó. Chứ có nhiều trường hợp là chị thấy là mình đòi con mình đem lại sự bình an cho mình. Mình đòi hỏi con mình phải làm cho mình được thấy an toàn, đem lại sự bình an cho mình. Trong khi đó, nó là những đứa trẻ mới lớn, nó còn chưa biết đời, cái não trạng của nó, não trên của nó tới 24 tuổi nó mới phát triển toàn diện. Và nó vẫn còn rất là lang thang ở trong cuộc đời này để tìm ra mình. Và bây giờ nó có một cái trách nhiệm để làm cho mình vui, trách nhiệm để làm cho mình bình an, trách nhiệm để cảm thông với mình. Mà trong khi đó mình chưa làm được điều đó cho con mình, thì có phải là cái sự đòi hỏi đó nó không thực tế không? Nó qua cái mức của một đứa trẻ. Và nhiều đứa trẻ nó nằm trong cái tình trạng như vậy, nó mất cái tuổi thơ của nó đi. Nó không, tại vì nó thấy nó blame chính nó là tại sao nó không đem lại được cái niềm vui cho người khác. Vân vân, mà chứ thực ra nó không biết. Tự bản thân nó, những vết thương nó còn chưa biết săn sóc làm sao, đâu có ai chỉ dạy nó. Nó hoàn toàn giống như là biểu nó nhảy xuống hồ bơi, bơi mà nó chẳng biết bơi gì cả. Cũng không ai dạy cho biết bơi. Mà biểu con biểu nó cuốn mình nữa. Dạ em hoàn toàn hiểu được. Em hiểu cái điều đó không? Thành ra là thấy rất là thương mấy đứa nhỏ. Khi mà con bé này nó được hiểu á, thì nó quay qua nó nói với mẹ nó. Thì trong cái trị liệu á, trị liệu thì em nó hiểu ra, thì nó quay ra nó nói với mẹ nó là con cũng hiểu là mẹ cũng có nhiều cái vết thương lòng và ngày hôm nay con hiểu điều đó. Ha? Con nó nói là nhưng mà con cũng cần thời gian. Con cần thời gian. Tại vì tội nghiệp em là em có những cái vết thương rất là nặng đối với mẹ, em nói ra không được. Mà hôm nay em thấy không, đúng là con nó cũng rất là vô điều kiện với mình. Nên nó nhận ra liền và nó nói liền với mẹ nó như vậy. Thì như chị có nói với em á, là đứa bé nó không biết bơi. Mình đẩy xuống mình bắt nó bơi rồi nó còn biểu nó cứu mình nữa. Là quá sức của nó. Thật sự quá sức của nó. Có nhiều đứa bé nó trong tình trạng như vậy. Và nhiều năm như vậy. Rồi đến lúc nó quá tải nó gãy. Thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho các vị phụ huynh và cho các em nhỏ? Chị nghĩ như này nè, cha mẹ điều đầu tiên là mình cần tập những cái kỹ năng. Chẳng hạn như để mà mình làm dịu cái cảm xúc của mình.
những cái cảm xúc tức giận, buồn bực á, nhiều khi nó quá độ á, hoặc là mình nếu như mình có những cái vết thương ở trong quá khứ, mình đã từng bị tổn thương bởi những người thân của mình mắng chửi bầm dập, xem thường mình, yeah. coi nhẹ mình, vân vân và vân vân, thì mình sẽ cần săn sóc những vết thương đó, yeah. nha. Đừng đợi và mình cũng cần ý thức là mình đừng có để những cái vết thương đó nó lan qua đến cho con của mình là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình cần tập những cái kỹ năng để mình săn sóc cái cảm xúc của mình, đừng để nó tiết chế nó, đừng để nó cường điệu quá. Tiết chế bằng cách nào? Thiền cũng là một cách nè, tập yoga, tai chi cũng là một cách nè, viết nhật ký cũng là một cách nè, nghe nhạc nè, rồi tập thể dục. Tức là những cái lúc mà mình căng đó, mình đừng có đứng ngay chỗ đó, để mà mình tiếp tục mình tấn công nhau, mình cho nhau 20 phút, mình nếu 20 phút không xong cho thêm 20 phút nữa, cho đến khi mà cái não trạng của mình nó dịu xuống, não giữa mình nó dịu xuống, não trên mình nó mở ra, lúc đó mình mới nói chuyện được. Thì mà và mình mới có thể ôn tồn được. Thì chị nghĩ là mình sẽ cần có cái sự rèn luyện đó, để mình trở nên lành hơn với con mình, với chính bản thân mình và những người xung quanh. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Khanh, xin cảm ơn các vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình thì cho phép Ngọc Khanh nhắc rằng là tại Trung tâm Y tế Southland, chúng tôi có cái chương trình Stop the Hate, là ngăn chặn sự thù ghét. Nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta là nạn nhân của một cái sự thù ghét bởi vì vấn đề sắc tộc, tôn giáo khác biệt hay là ngôn ngữ, bất cứ lý do gì, và chúng ta thấy bị tấn công làm cho chúng ta khổ sở về tâm lý, cảm thấy là không có thể sống an toàn, thì xin vui lòng gọi cho Ngọc Khanh ở số điện thoại là 714-251-7689. Ngọc Khanh xin nhắc lại 714-251-7689. Thì tại Trung tâm Y tế Southland, chúng tôi có các vị chuyên gia tâm lý sẽ giúp cho chúng ta về vấn đề khía cạnh tâm lý, đồng thời có những người cán sự xã hội sẽ giúp cho chúng ta về bên vấn đề luật pháp, và tất cả là hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin được gửi một niềm lành cho tất cả các vị khán giả, và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.